trời mưa quá trời quá đất anh em. Thật sự mà đi bán hàng rong á mà gặp trời mưa vậy thì nó chán lắm luôn á. Anh em coi đường trời mưa nè. Yeah. Thấy rầu không? Bảy ghe cũng rầu lắm anh em. Nhưng mà mình có đem theo áo mưa nha anh em. Thành ra mình cũng ngán kìa. Anh em coi áo mưa của bảy ghe này. Đây. Thấy ghê không? Thành ra mình đâu có ngán đâu. Áo mưa đập chưa? Áo mưa nó dính xe luôn. Ok. Rồi xong, bảy ghe sẽ đi bán tiếp. Những áo mưa này anh em đừng có bắt trước. Theo nha. Áo mưa này chỉ có thử nghiệm quanh lộn những người mà đi buôn bán rồi thâu. Đi từ từ thâu chứ không phải áo mưa này là đỡ đi dưỡng đâu. Ok, lên đường. Trứng gà nóng 10.000, 5 trứng, 5 trứng 10.000. Trứng gà nóng 10.000, 5 trứng, 5 trứng 10.000. Trứng gà nóng 10.000, 5 trứng, 5 trứng 10.000. Trứng gà nóng 10.000, 5 trứng, 5 trứng 10.000. Có ké không anh? Còn cắn con hả? Mất con. Vô vô hút bạc, hút bạc, hút bạc. Quả chảy mà chưa luôn nè. Ê. Khi nào nó nuốt nó chạy luôn vậy? À. Ô sao lắm. Đâu phòng. Nhìn dữ không? Trời mưa đây ăn dữ lắm đấy chứ không? Trời mưa đây nó đi mà. Mưa là cá. À, mưa là cá anh à. Có bữa nào mà câu kép bự chè bẻ lửa đâu bằng tay đâu không? Ở đây nhiều lắm ấy. Để bữa nào mình xuống mình cạnh tranh em câu bữa, hai bữa vui. Lụm đậu phộng. Đó 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 đó. Cái gì vậy ông? Cái siêu siêu vậy? À. Ngầu câu quét rồi nhưng mà nè cái luồng nước này kiểu như là cá nó hay đứng luồng lắm vậy mà thẻ vậy là nó xuống nó nói mấy con cá kia đừng nghe không. Anh sợ nè, ý là anh theo con cá mà anh máu giật lên á, sợ nó xuống nó nói nó kêu đừng nghe người ta máu bị giật lên đầu hả. À. Nó nói cho nó mét. Thú vị hả? À cần kia là câu quay xe hả? Ok lớn á. Dạ như cầu mùa trùng nhỏ quá mà. À trùng lớn nó mới mạnh nè. Sao anh câu màu cám thử? Chưa cháy. Màu cám ấy không? Câu làm gì đâu mà lấy một cám. À, thì cái luồng nó cháy là đe số cá nhỏ.
Chị bán cho quên. Chị bán trứng gà mà nó cũng lần 8 nữa. Rồi bây giờ là bắt đầu mình đi bán luôn. Là mưa quá anh em. Bữa nay miền Trung mình nó vô mùa mưa đâu. Thành ra là mưa lớn dữ lắm. Trứng gà nóng 10.000 đồng giờ. Đây tiếp kết là này giờ. Trứng gà nóng vô tư luôn. 10.000 đồng. Chẳng lấy 10 trứng luôn, ăn chẳng ngon miệng anh. Máu tháo xuống chứ chưa giờ mưa lại nữa. Phải đạn gì ta chứ. Tặng thêm trứng nữa đủ ăn hai người. Rồi, chắc cảm ơn. Trứng gà nóng 10.000 đồng. Lấy mấy trứng vậy anh? 5 trứng hay 10 trứng? Bạn giờ anh bác sĩ đi Quảng Bình nè. Có muối ở trong đá đầy đủ anh. Muối rau rồi anh vui. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Ở 20.000 ấy. Quay phim rồi. Trời ơi. Tiền nhiều đẹp vậy. Đấy là xe đây bao nhiêu tiền mà đẹp dữ vậy. Cái đầu lung linh nữa. Gắn lên đồ vậy cho vui vậy chứ có quay đâu. Cá sợ quay phim à. Chị lại 10 trứng. 10 trứng. 5 trứng 10.000, 10 trứng 2 trứng. Nóng nóng phòng đây à. Trứng gà nóng 10.000 đồng. Lấy máy trứng anh. Lấy máy trứng 5 trứng hay 10 trứng? 10.000. Ở kia uống nước đi. À tao uống nước vui.
20 ngàn á. À. Tao gắn cho vui vậy chứ quen gì đâu. Đó, điểm pin. Mấy pin nó vậy? Đứng à. Có đâu? Có. Vậy giờ phụ xe vậy nộp đơn sao anh? Nộp đơn sao đó thì gà này ngon không? Ừ. Ăn cái gà khô lắm. Mưa ở đây. Cái nào khô? Phụ xe á. Ờ, cái phụ xe sướng hơn chưa? Mấy xịn chưa? Có đâu? Gắn vậy chứ có quay kì đâu. Tôi biết quay như vậy. Tôi phụ bắp lắm không ơi. Gắn lên đây. Rồi đe tạ. Quay bán cho đỡ nó hơn, nó bỏ đi nữa. Đã tính tôi hay cứ tám hay ngầu đâu tám đó. Ủa? Cái tính đó không tốt đúng không? Tính mà đụng đầu tám đó là không tốt. Rồi, cảm ơn nha. Lấy mấy trứng anh? Trứng gà nóng 10.000 năm trứng. Năm trứng 10.000. Trời là anh đang trứng hả? Trứng tan, trứng tan luộc sẵn rồi. 10 trứng hả? 5 trứng 10.000. Em ở nào mùa xuân không mình đem trứng ấy. 6 cho đẻ chứ gì, không thích ăn rau á. Mẹ chụp không thích là lấy ra cho đâu. Mẹ bịch dạ muối tẹp bãi lửa đâu á. Đẹp đẹp. Màu. Quý xu cha ông trầu quân là ông trầu quân. Ông mưa làm chi mà ác nhân giữ ông quân là ông. Ông mưa làm chi mà 4-5 ngày nay giữ vậy ông. Sao ông cứ đè ở miền Trung mà ông mưa luôn vậy. Ông quẩn quẩn á, ông chia mưa ra. Ông mưa ở miền Bắc bớt, ông mưa ở miền Nam bớt rồi. Chứ sao ông đè 4-5 ngày nay ông cứ đè miền Trung tôi ông mưa luôn vậy ông quân. Trời chết, trời ơi, còn miệng anh mà hết miệng nói trời ơi.